tổng hợp tất cả các dòng máy ép cá viên chạy điện một pha gia đình dành cho hộ chăn nuôi. Đây là báo giá mới nhất cập nhật về giá bán máy ép cá viên tháng 6 năm 2024, điều mà mọi khách hàng chăn nuôi đều chờ đón. Và lần này, Thu Ngân sẽ báo giá về top 3 máy ép cá viên một pha bán chạy nhất. Máy ép cá viên S150, máy ép cá viên S160 và máy ép cá viên S180. Xin chào tất cả những quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Máy Nông Nghiệp Bình Quân. Dạ vâng, chắc hẳn những quý vị đang ngồi phía trước màn hình đây rất nóng lòng muốn biết được cập nhật về mức giá mới nhất về các dòng sản phẩm máy ép cá viên chạy điện một pha gia đình dành cho hộ chăn nuôi, có đúng không ạ? Vậy thì quý vị đừng bỏ lỡ video này và hãy cùng xem hết cuối video, Thu Ngân sẽ để lại điều đặc biệt cho quý vị. Top 1, máy ép cá viên S150 với cơ chế vận hành 2 quả lỗ. Đây là dòng máy ép cá viên đầu tiên và cũng rất được ưa chuộng sử dụng bởi giá thành phù hợp với người chăn nuôi. Trung bình 1 giờ vận hành, máy có thể ép được từ 80 đến 100kg cá viên với đa dạng các bát sàng từ 3 ly và 4 ly dành cho bất cứ loại vật nuôi nào, từ ngan, gà, vịt, lợn đều ăn được. Với cơ chế nghiền ép bằng 2 quả lô, nhưng khi vận hành máy có thể nghiền ép đa dạng hỗn hợp nguyên liệu thành dạng cá viên nhanh chóng, không thua kém gì so với các dòng máy ép cá viên trên thị trường. Thuộc dòng máy chăn nuôi dành cho hộ gia đình nên sẽ lắp đặt với động cơ 3 đến 3,5 kW lõi đồng, từ đó kết nối với nguồn điện 220 V, mọi hộ gia đình có sẵn là đã có thể vận hành. Và thêm nữa, tặng kèm với máy là một bộ dụng cụ, từ đó sẽ hỗ trợ người chăn nuôi dễ dàng vận hành máy ngay tại nhà qua hướng dẫn đơn giản. Và với khả năng ép nhanh, thiết kế lại nhỏ gọn nên vẫn đứng top về số lượng bán ra. Top 2, máy ép cá viên S160 với cơ chế vận hành 3 quả lỗ. Được sản xuất và cho ra mắt đầu năm 2023, nhưng cũng được rất nhiều nhà đầu tư săn đón bởi khả năng nghiền ép 3 quả lỗ cực kỳ ấn tượng. Máy ép cá viên S160 cũng có khả năng nghiền ép đa dạng nguyên liệu từ bột cám, các loại hạt nông sản cùng rau cỏ và cua cá ốc tép để ép thành viên cám tươi và cho ăn theo ngày, mà năng suất mỗi giờ ép thì lại đạt từ 100 đến 150kg trên giờ. Máy cũng có thể ép viên từ sàng 3 ly cho ngan gà vịt trên 1 tháng tuổi hay sàng 4 ly cho ngan gà vịt trên 2 tháng tuổi, đồng thời ép cả phân bón vi sinh dạng bột nén để ép thành viên phân bón áp dụng trong kinh doanh nhỏ lẻ. Đặc biệt bởi khả năng làm việc, nhưng thiết kế của em máy cũng không kém phần tiện lợi. Lắp đặt khung và bệ máy đầy đủ, lắp đặt kèm với động cơ 3 đến 3,5 kW kéo tải qua dây Cura, từ đó vận hành kéo tải tới hộp số vi sai êm ái, khi vận hành máy sẽ hạn chế tiếng ồn. Khung máy được đúc cối gang dày dặn, dễ dàng quan sát 3 quả lô nghiền ép khỏe khoắn và cho ra viên cám đồng đều. Quý vị có thể sử dụng bộ cờ lê tặng kèm để điều chỉnh độ dài ngắn của viên cám thông qua dao cắt cám nằm ngay bên ngoài của máy, rất dễ luôn đúng không ạ? Top 3, máy ép cá viên S180 với cơ chế vận hành 4 quả lô. Cùng với thời điểm sản xuất và cho ra mắt ngay sau máy ép cá viên S160, nhưng máy ép cá viên S180 cũng được sử dụng và áp dụng phổ biến trong các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ bởi năng suất nghiền ép lên tới gần 200kg/giờ. Nghiền nhanh hơn, khỏe hơn với cơ chế làm việc 4 quả lô dày dặn, tân tiến mà cũng chỉ sử dụng nguồn điện gia đình với công suất động cơ 3 đến 3,5 kW lõi đồng. Việc tận dụng đa dạng nguyên liệu có sẵn, giá thành rẻ và áp dụng ép viên với máy. Từ đó, vật nuôi sẽ có cám tươi mới và cho ăn theo ngày, không lo chất bảo quản. Và xuyên suốt quá trình nghiền ép, máy cũng sinh nhiệt từ 60 đến 70 độ C, vừa đủ để không làm mất chất dinh dưỡng trong viên cám. Về thiết kế của máy ép cám viên S180 cũng to hơn và trọng lượng nặng hơn, kết hợp cùng với hộp số vi sai ô tô chuẩn nên không gây ra tiếng ồn lớn khi vận hành. Quý vị chỉ cần cắm điện, bật automat và đổ phần nguyên liệu vào toa nạp, xuất quả lô vừa phải và để máy tự động chạy ép viên nhanh chóng, đơn giản hơn bao giờ hết. Và mức chi phí để giúp quý vị dễ dàng tham khảo thì ngay bây giờ đây Thu Ngân sẽ báo giá dùng quý vị. Đầu tiên là dòng sản phẩm máy ép cá viên S150 được lắp đặt đầy đủ bộ cả động cơ thì sẽ có mức chi phí đầu tư là 8.600.000 đồng. Tiếp theo là dòng sản phẩm máy ép cá viên S160 với mức chi phí đầu tư đủ bộ là 9.600.000 đồng. Cuối cùng là dòng sản phẩm máy ép cá viên S180 cũng đã được lắp đặt đầy đủ bộ tại công ty với mức chi phí đầu tư là 11.900.000 đồng. Vậy quý vị còn bất cứ thắc mắc về dòng sản phẩm máy ép cá viên chạy điện một pha gia đình nào nữa thì hãy bình luận ngay bên dưới cho Thu Ngân hoặc liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0912342772 hoặc số 0915792332 để được tư vấn trực tiếp tại xưởng nhé. Máy Nông Nghiệp Bình Quân, trợ thủ đắc lực của nhà nông.